Vâng, chào các bạn. Thì trong những video thiết kế website, mình đã chia sẻ với bạn cách thiết kế bằng WordPress, thiết kế bằng landing page và thiết kế bằng blogger. Thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại cái trang blogger. Đây, mình đã thiết kế một cái mẫu giao diện của blogger sử dụng một cái theme. Thì cái theme này mình có để trên cái trang blog này luôn. Bạn sẽ vào đây, bạn click vào để tải xuống. Đây, ví dụ như bạn sẽ vào cái tài liệu làm web nè. Bạn nếu bạn sử dụng blogger thì bạn sẽ tải cái theme blogger. Và bạn nào sử dụng interpreter hoặc là cái trang web bằng landing page đó, bạn sẽ tải hai file này xuống. Thì để tải xuống thì bạn sẽ click vào thì nó sẽ ra một cái trình diện là của quản link đó, thì bạn sẽ làm theo hướng dẫn. Thì trong những video tiếp nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền với cái trình duyệt của quản lý này đó. Khi bạn cần chia sẻ tài liệu cho ai đó, đó tài liệu không công, thì bạn sử dụng trình duyệt của quản lý để các bạn kiếm chắc lại chút đỉnh đó. Thì đây nó có chữ nổi lên chữ là tôi không phải là người máy, thì bạn click vào rồi xác nhận captcha. Khi mà nó đánh dấu tiếp màu xanh thì nó ok, còn nó không thì nổi lên hình, bạn sẽ xác nhận màn hình. Rồi, bạn sẽ click lại. Cái tốc độ đường truyền nó chậm hơn, mình sẽ sửa lại. Sẽ lấy lại cái đường truyền khác. Mình sẽ thay đổi đường truyền đi. Chờ bạn chút xíu. Rồi, xong sẽ click vào trở lại. Rồi, khi nhau nổi dấu tiếp màu xanh là ok nè, thì bạn kéo xuống, ông nhắm vào đây để tiếp tục đó. Thì nhiều khi tiếng Anh thì nó cũng có cái ô màu xanh này thôi. Rồi, bạn sẽ chờ thời gian đếm ngược 7 giây để sẵn sàng lấy cái link xuống. Rồi, bạn sẽ bấm vào lấy link. Ok, thì nó hiện ra cái giao diện này. Đây là một cái trang web để bạn up lên tài liệu. Bạn sẽ bấm tải xuống. Đó, sức dụng một cái thôi. Rồi, nó sẽ tải xuống cho bạn. Xong, bạn sẽ tải xuống xong, bạn sẽ ra giải nén. Rồi, bạn sẽ upload lên cái giải nén thành file giống này nè. Rồi, bạn sẽ lấy cái file XML đây nè, file này nè đó. Rồi, hôm trước mình hướng dẫn bạn rồi, hôm nay mình không hướng dẫn cái đó nữa, thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách khác nữa. Đây thì những cái menu mình đã làm hoàn thiện hết rồi. Thì những cái trang mạng xã hội cũng vậy, đây như Twitter, click vào cũng kết bạn như mình, hoặc là Facebook. Hay là G+ thì nó đang sắp là giải thể cái trang đó rồi, cho nên nó sẽ mình sẽ chuyển thành là Instagram. Dạ, gửi mail cho mình. Thì trang hotcode này, cái logo này đây là cái phần mà mình đã thiết kế liên kết để mua hosting đó. Chung thì nó cũng đơn giản thôi, nhìn rất là đẹp không đó, mình giống như một trang web chuyên nghiệp vậy đó. Thì để liên kết được với Google AdSense thì bạn cần phải có một tài khoản đã liên kết được, sẽ đăng ký từ đầu. Đây, mình sẽ đăng ký lại AdSense cho bạn xem. Mình sẽ vào AdSense.
Rồi bạn sẽ vào trang web nè, bạn xem mình đã xác nhận máy pin rồi nên mới hiện cái giao diện này nha. Rồi bạn sẽ xem trang web, ví dụ như là thannguyen.us đi. Đó. Rồi bạn sẽ copy mã này để dán vào cái code của thằng trang web. Đây bạn sẽ vào cái quản trị blog thì bạn sẽ dán vào cái cặp head, bấm chữ head. Đây là header phải nha. Head là head cái tập tin á. Bạn sẽ cho nó mở đi. Đó, đây là tập tin head. Head code á. Đây thì bạn sẽ dán cái đoạn này vô đây. Đó, đoạn thứ nhất. Dán vô. Rồi bạn sẽ lưu lại. Cho mình ghi một dấu phẩy. Mình nháy. Rồi bạn sẽ qua đây. Bạn xem trên lòng. Bạn đã xong. Đó. Thì khi nào nó duyệt thì sẽ hiện thị lên quảng cáo trên trang web của bạn. Đó. Thì bạn có thể thiết lập thêm quảng cáo. Đây, thiết lập quảng cáo. Thì bạn sẽ sử dụng quảng cáo tự động hay là gì đó. Đó, thì chúng tôi từ vậy. Bạn lấy những cái mã này, bạn dán vào và nó thôi. Đó. Này. Rồi. Ở đây thì dán vào chỗ cặp hết luôn. Rồi. Rồi bạn có thể dán vào HTML. HTML thì bạn sẽ vào bút cục. Đây, bạn sẽ xuống chọn những cặp HTML nào đó. Bạn sẽ dán vào. Đây, ví dụ như cái cặp này. Đó, sẽ dán vào. Xong. Vào bạn sẽ lưu lại là ok. Đó. Thì khi quảng cáo nó đã chấp nhận thì nó sẽ từ thời gian nó khoảng một ngày. Đó. Thì nhanh nhất là cũng phải từ bao phút. Đó, nhưng đang bây giờ không làm thì mình sẽ quét cho bạn luôn. Thì nó sẽ hiển thị quảng cáo trên bài viết và hiển thị quảng cáo bên đây giống dạng như thằng Hatachi nè. Đó, đây dùng như đây nè. Đó, thì đây là quảng cáo của nó. Đó, hiển thị quảng cáo dạng logo. Có những cái này hiển thị quảng cáo bên hông. Đây, cái này quảng cáo ở dưới nè. Đó, thì click vào thì bạn sẽ được tiền. Thì trang Nguyễn Thân này mình cũng đã mới liên kết được mấy ngày thôi, cũng chưa kiếm được nhiều. Đây bạn đây doanh thu hôm qua là được 9 đô 47, hôm nay được 1 đô 49. Đó thì tổng cộng hơn 3 ngày mình được 30 đô. Đó thì nói chung những trang web này nó chưa sale, chưa độ sale tìm kiếm nhiều thì bạn kiếm được gì cũng khá rồi. Đó thì bạn không có làm giỏi thì bạn có thể một trang bạn kiếm được 10 đô một ngày, thì 10 trang bạn sẽ kiếm được 100 đô một ngày thôi. Đó, người ta làm giỏi thì có thể kiếm một trang có thể 1.000 đô hay là nhiều hơn nữa một ngày, thì bạn làm dễ hơn.
bạn có thể kiếm được 10 đô một ngày. Nói chung ở Việt Nam mà 10 đô một ngày tạm ổn rồi, bạn có 5 trang thì bạn sẽ có được bao nhiêu rồi, 50 đô rồi đó, 1 triệu đồng ngày là tháng thu nhập được khoảng 50 triệu rồi đó, 30 triệu rồi đó, đó nó đơn giản thôi. Thì để những video mà kiếm tiền bằng trang web thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bạn cách để làm giao dịch sen đó. Thì để hiện thị quảng cáo như thế này đó, thì đòi hỏi trang web bạn phải có một cái lượt truy cập đáng kể và phải bổ sung đầy đủ tính năng đó, thì nó sẽ hiển thị quảng cáo cho bạn. Rồi thì trong chủ video mà thiết kế web bằng blogger mình đã hoàn thành cho các bạn. Các bạn nào chưa hiểu thì hãy comment dưới phần mô tả video đó, bạn muốn tải thêm tài liệu bán hàng gì đó thì có thể comment, mình sẽ tặng cho bạn số. Đây là cái quà tặng của bạn nè, đây là một cái tài liệu về chiến lược phát triển landing page, thì bạn nào cần thiết có thể vào để tải xuống. Tương tự vậy, bạn sẽ bấm vào tôi khoảng nhiều máy rồi bấm vào nhận link, tiếp tục rồi chờ đến ngược 7 giây bấm vào nhận link thôi. Đây, tiếp tục. Ở đây là trang thôi, nó cũng sử dụng là đang quảng cáo Google này bạn. Rồi bạn sẽ lấy link, rồi bạn sẽ nhận tài liệu 10 chiến lược để quảng bá lên web đó, thì bạn lấy muốn sử dụng. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe trong chuỗi thiết kế web này đó. Thì bạn nào có thể, nếu chưa có tài chính thì có thể sử dụng trang blogger này để tạo một trang web chuyên nghiệp như thế này cũng là đẹp mắt rồi đó. Thì nếu như có đầu tiền điều kiện đầu tư hơn nữa thì bạn sẽ tạo một trang WordPress, thì mỗi tháng đóng khoảng 5 đô thôi, nói chung khoảng 100.000 thôi để bạn trả tiền hosting á. Tên miền thì bạn mua một lần, thể là cái tên miền này mình mua chỉ 300.000 thôi, cái nhiều tên miền thì chỉ khoảng 20.000 thôi đó, như .us nè thì giá sẽ rẻ hơn đó, so với .com thì giờ nó bèo dùng phải 300.000 một năm đó. Còn .us này thì nó nhiều khi nó khoảng chừng 5-6-70.000 một năm thôi đó, nó rẻ hơn. Thì bạn nên sử dụng cái tên miền để cho trang web chuyên nghiệp hơn. Thì để sử dụng tên miền thì cũng rất đơn giản, bạn mua một hosting thì bạn sẽ kết nối tên miền với cái blog. Đây bạn sẽ, mình sẽ vào đây chỉnh sửa đi đó, bạn sẽ tạo hai cái. Đây ví dụ như mình sẽ qua cái trang tên miền của mình đi, mình nên chết thì mình để chuẩn bị kết thúc video, nhưng mà trước khi kết thúc video mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để ghép tên miền cho luôn. Thì bạn sẽ đăng nhập vào năm chat, rồi đăng nhập vào. Rồi bạn sẽ chọn cái tên miền mà mình muốn để làm blogger đó, trang blog, thì bạn sẽ cài đặt lại tên miền. Để ví dụ như vô bạn điều khiển đi, thì chung tên miền này nó cũng làm tương tự vậy thôi. Đối với blogger blogspot á, bạn sẽ vào quản lý nè, quản lý tên miền của bạn á. Rồi bạn sẽ chỉnh sửa cái đây, TNS nâng cao. Đó, bạn sẽ làm hai cái file. Đây, một là kép và kép. Đó, bạn sẽ copy cái này.
tạo bản ghi CCN CNN đó, tôi kép, và cái này là của thằng blogger. Rồi tôi tự mình tạo file này nữa, còn file cộng này là file để mà khi bạn có tên miền là sẽ ra trang web thôi đó. Nó đơn giản đó, copy hai mã này, tạo hai cái file CNN bên đây là ok. Vâng, thì tổng kết lại mình đã chia sẻ các bạn cái cách để mà có được một trang blog đẹp và tên miền gắn như blog. Ví dụ như cái trang mà không có blog nè, không có tên miền nè, đây mình sẽ ra. Ví dụ như cái trang kiếm tiền điện thoại mình mới lập, thấy không, cái tên miền nhìn nó rất là thô thiển, dài quá đó, nó không chuyên nghiệp. Thì để chuyên nghiệp hơn thì bạn sẽ bỏ chữ blog, bỏ một tên miền đem vào đây đó, nhìn nó sẽ là đẹp hơn và nhìn chuyên nghiệp hơn. Thì để thay đổi logo, ví dụ như blog thường làm nó sẽ có cái logo blog này đó, thì bạn sẽ vào đây bố cục rồi bạn chỉnh sửa cái logo này, logo dạng hình vuông nha, bạn có thể sử dụng kích thước là 40x40 cũng được. Ở đây chắc mình không có hình logo đâu, tại lâu mình không có mô tả lên, bạn sẽ lấy tại một cái hình nào, hình này bự quá chắn không chịu rồi. Đây mình sẽ vào cái hình logo của mình đi. Đây, ví dụ như mình sẽ lấy một cái logo này đi. Rồi, bạn sẽ lưu lại đó. Nhớ là tiệp vuông nha, thì nó mới ok. Rồi xong, bạn tải lại được chưa nha, để khi qua ngày sau nó mới được. Chưa được, sẽ qua ngày sau nó mới được đó. Thì nó sẽ có logo chuyên nghiệp nè, nhìn nó hay hơn. Người ta không biết bạn sử dụng là cái trang blogger đó, nghĩ là web chuyên nghiệp. Rồi, vâng, một lần nữa thì mình cũng nên hé màn tại đây, kết thúc video này. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm một nút đăng ký. Còn bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy bấm vào cái chuông để thường xuyên nhận được video mới nhất của mình. Đó. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Bạn hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.